Và một ngày đẹp trời, nơi mà mọi người dân vẫn sống yên bình, nhưng có một gia đình rất bất hạnh. Và ngôi nhà đó chính là của Nobita và Doraemon. Hai cậu bé này trong lúc đang trò chuyện thì bỗng nhiên lại có những tên xấu xa xuất hiện và muốn bắt Nobita đi. Và lúc đó Doraemon đã kịp đưa Nobita đến một thế giới khác, và cậu ấy đã trở lại thành một con người mới để giúp cậu ấy có thể sống sót được. Hai cậu bé này đang ngồi trong phòng của mình, ngồi nói chuyện với nhau. Và câu chuyện bắt đầu từ đây. Ê, trời ơi, Doraemon ơi, gọi cho tớ một bà bỏ đi mà. Trời ơi, nó lại hiếp tớ nữa kìa. Trời ơi, tại sao cậu lại để cho trẻ nó hiếp cậu như hoài vậy? Ơi trời ơi, cậu biết mà, tớ người tớ ốm gầy như vậy làm sao có thể mà chống lại đường tre nó được chứ. Cậu mới cho tớ mượn bà bói nhanh lên. Thôi không được đâu, cậu mà mượn là cậu lại đi phá làng phá xóm nữa. Cậu đang nói gì vậy Doraemon? Tớ chỉ mượn để trả thù tên tre đó thôi mà. Cậu mà thử không cho tớ mượn đi, tớ sẽ giận cậu luôn á Doraemon. Cuối cùng mình cũng đã tìm được nhà của Nobita rồi. Hả? Ủa? Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đừng nói nhiều nữa, ta tới đây là để giải quyết hai người đó. Bỏ chết đi! Nobita, cậu mau vào, cậu mất thời gian, nhanh lên. Nhanh lên, ta sẽ chuyển cậu tới nơi khác. Nhanh lên. Cậu thì sao Doraemon? Cậu không cần phải lo đâu, tức có bảo bối mà. Được rồi, nhanh lên. Và đáng lẽ Doraemon đã định dịch chuyển Nobita đến một thế giới khác và chờ tin trở về, nhưng vì quá gấp gáp nên Doraemon đã nhầm lẫn. Và Nobita đã trở thành một cậu bé lúc còn 4 tuổi. Và trước ngôi nhà này là một người tên là Kairin đã tìm thấy cậu bé và bắt đầu nhận nuôi cậu bé Nobita này. Nhưng anh ta không biết rằng sự thật đằng sau cậu bé này là đến vào một thế giới khác. La 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 la. Hey, la 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 la. Hey. Trời ơi, công nhận cái bộ phim Seachum này hay quá mấy bạn ơi. Trời ơi. Ủa, bây giờ là 2 giờ trưa rồi nè. Ui, mình đã không ăn sáng, mình không ăn trưa. Bây giờ không lẽ mình không ăn tối luôn trời. Để mình coi. Trong đây của chúng ta có gì nào? Không có gì luôn. Chỉ có thức uống thôi. Vậy mình nghĩ là bây giờ mình phải cần đi mua đồ ăn nào. Gió đến tràng ly, anh thường đắm trong nền cây nồng. Và mình có một cái gara, nhưng mà không có xe. Ok, phải. Ủa? What? Đây là thằng bé nào đây? Ủa, em ơi, tại sao em lại ở đây vậy? Papa. Hả? Trời ơi, cái gì vậy? Cậu bé này vừa kêu mình là papa đó à? Hey, what? Hình như mình nghĩ là đứa bé này nó bị bỏ rơi rồi. Úi dồi, như cậu bé này đang bị bỏ rơi nè. Chứ ngoài đường không có ai hết á. Nếu mà bị lạc á thì chắc là phải có người đi kiếm rồi. Hình như cậu bé này mới có 4 tuổi thôi à. Bây giờ cậu bé này bỏ rơi rồi, đem tới chạy một coi thì cũng khá là tội. Hay là giờ mình dẫn nó vô nhà trước nha. Ok. Sao nãy giờ mình cuối cùng mình cũng đã khuyên đứa trẻ vô nhà được rồi. Ok. Mới vô mình nó biết xem tivi rồi nè. Ok và ok. Bây giờ thì chắc là mình phải hỏi thăm cái đứa trẻ này là tên là gì giờ. Con ấy. Chú có thể cho con biết là con tên gì được không vậy? Papa ơi! Papa ơi! Papa! Ủa? Sao mình thấy nó nhìn nó cũng lớn gần 4 tuổi mà sao nó không biết trả lời nó tên gì nhờ? Không lẽ là cậu bé này phát triển chậm chăng?
Chắc là bây giờ mình sẽ chăm sóc cậu bé này. Có thể là mình sẽ chăm sóc cậu bé này một thời gian, và để coi là có thông tin gì về người thân hay không thì mình sẽ sẽ thông báo lại. Thì bây giờ thì mình sẽ hỏi cậu bé xem là: nè cháu ơi, cháu có đói không nào? Ăn bánh, ăn bánh, ăn kẹo. Ý, cậu bé này đã nói đùa nè. Cậu bé nói là muốn ăn bánh ăn kẹo, nhưng mà chú nói cho con biết nha, bánh ăn kẹo không có tốt đâu. Được rồi, bây giờ thì mình sẽ đi mua đồ ăn chứ các bạn. Nhìn nè, oh my god, đây, tủ lạnh nhà mình đây. Trời ơi, không có một cái gì luôn á. Trời ơi, chỉ có nước thôi. Ok, thì hôm sau bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi mua thực phẩm nhé. Và đây, con phố mình lúc nào cũng vậy đó. Đó, con phố mình lúc nào cũng trống vắng vậy. Nhưng mà khi mà đi mà tối xuống là nó lên đèn. Con phố đã lên đèn. Ok, hình như đây là đây là chỗ bán thức ăn nè. Để xem nào. Trước mắt mình là hình như là một cái trường tiểu học. Wow. Mình đang nghĩ cái gì vậy? Trời, mình chỉ tạm nuôi cậu bé đó thôi mà. Trời, đâu phải con mình đâu. Ok. Hotel. Really? Là mình cứ tưởng gì không à? Thôi mình cứ vứt luôn đi. Trời, là mình tưởng một cái trường học chứ. Ok, bây giờ mình sẽ đi vô mua đồ nhé. Ừ. Để mình coi. Giá cả ở đây thì cũng khá là nhiều nha. Để mình xem. Chúng ta có thể mua được những cái món này đây. Ok. Chúng ta có món sữa nè. Này là bia. Sữa. Ủa mà sao sữa này 3 đồng. Mà sữa này là 5 đồng. Chắc sữa tốt ấy. Chúng ta có bánh quy, có táo, bánh mì và có bánh cả bánh kem nữa nè. Mình nghĩ là mình nên mua sữa cho nhóc 5 ly đi ha, để cho nó uống từ từ. Và chúng ta cần phải mua bánh. Lúc nãy mình nghe nó nói là mua bánh nhưng mà hơi bị mắc. Ok, chúng ta sẽ mua 5 trái cà rốt. Mình gần hết rồi, rau củ nè. Ba đi ha. Ta sẽ mua một cái bánh và một cái vài miếng thịt để có thể ăn trong vài ngày, và cookies. Yeah. Mình còn có 2.000 rồi, không có gì 2.000 luôn. Ông chủ ơi, có thể bán tôi cái gì 2.000 không? Thôi không rồi. Buồn quá mấy bạn ơi. Ông chủ không, vợ chủ quen biết lâu năm mà ông chủ không chịu bán cho mình 2.000. Không sao không? Bây giờ thì mình sẽ trở về nhà và bắt đầu chuẩn bị đồ cho con mình ăn. Ok. Ok. Đây, ta đã về rồi đây. Mình sẽ cất một số thứ vô tủ lạnh, ví dụ như là cà rốt, rau củ và bánh kem trắng. Ok, bánh kem thì tất nhiên là chúng ta phải cần, và sữa. Bánh quy thì mình sẽ bỏ vô đây ha. Thịt mình cũng phải cần đông lạnh nữa mấy bạn ơi. Tiền nè. Ta cứ vứt đại như vậy ha. Ok. Để coi mình bây giờ thì mình sẽ chăm sóc cái cậu bé này trong vài ngày. Nếu không có ai tới thì mình phải bàn báo lên thôi. Anh ơi, cho tôi hỏi là anh có biết cậu bé trong bức hình này không vậy? Không biết hả? Oh my god, lại có người không biết rồi. Trời ơi, cũng đã một tháng trôi qua rồi, mình đã chăm sóc cậu bé này rất là nhiều, nhưng mà vẫn không ai tới rước cậu bé này là sao ta? Mình vẫn chưa nghe cái thông tin gì về những người mà bị mất con nhờ. Không lẽ là bây giờ mình phải chăm sóc luôn cậu bé này nhờ? Mình nghĩ đó cũng là một điều tốt nha. Nếu người khác không cho được con tương lai, ta sẽ cho con tương lai. Ok. Mình nghĩ là bây giờ mình sẽ chăm sóc cậu bé này luôn. Dù sao thì cũng đã qua một tháng rồi mà cũng không ai tới. Vậy thì bây giờ mình sẽ đích thân làm cha của đứa bé này và bắt đầu chăm sóc nó.
Một tháng qua thì mình cũng phải sống lui thủi ở đây thôi, không có một cái gì đó mà mình vẫn còn dư một cái phòng ở trên đây. Mình nghĩ là mình nên xây một căn phòng để mình và thằng bé có thể giống như là ở chung với nhau nha. Ở đây mình nghĩ là mình nên xây một cái căn phòng đi, để xem những gì mình có trong đây là chúng ta có khá là nhiều, và mình sẽ xây một cái cực kỳ đơn giản ha. Đây, chúng ta sẽ xây hai cái giường đi nha. Ok, hai cái giường. Và mình sẽ để những cái này kế bên nhé. Cái này kế bên. Chúng ta có cái tủ áo nữa này. Đồ mở thức. Nơi make up chăng. Một cái tủ. Và chúng ta xem để coi mình xem còn cái gì nha. Mình vẫn còn một cái này là mình có thể treo trên đây được nha. Mình có thể treo được trên đây này. Wow, nice. Bây giờ mình sẽ lấy thêm vài cái nữa mình treo trên đây. Chữ nhật luôn cả các bạn. Ở đây và ở đây. Rất là đẹp. Và chắc là chúng ta sẽ cần có một cái đèn nha. Cái đèn thì chúng ta có một cái đèn màu đỏ này nè. Đấy, đó, chúng ta đặt hai nơi. Đây là cái nơi để kệ, chúng ta có thể kệ gì tùy thích ha. Đó, bây giờ mình sẽ xây cái phòng thật là hành tráng luôn. Đây là những gì dưới bếp mà nhỉ? Để mình xem mình còn đồ gì không ta. Chắc là chúng ta sẽ để cái này đây. Và mình có một cái bàn màu trắng. Mình có thể đặt cái này lên đây. Hồ cá, đó. Rất tuyệt luôn. Này là cái ghế mà đúng không? Mình sẽ đặt ở đây để có thể kiểu ngồi. Và chúng ta thì mà như vậy thì mình nghĩ là chúng ta cần phải để những cái số liệu của mình làm việc mình ở đây. Đấy, để sát bên đây luôn nè. Ta có cái bàn thì mình sẽ đặt thêm một cái bàn ở đây nữa để mình có thể làm một cái máy tính làm việc cho riêng mình. Mình thì sử dụng laptop nha. Ok, mình sẽ để laptop ở đây và ghế đâu rồi? Mình muốn chiếc ghế nó văn phòng, phong cách văn phòng. Và một cái bàn ở đây cho con của mình nó học tập. Ok. Rồi. Ok. Và đây là một cái căn phòng mà mình đã xây để mình và đứa nhóc đó có thể phải gọi là con của mình có thể ở chung ở đây. Ok. Được rồi, bây giờ mình sẽ kêu nó lên xem phòng nào. Được rồi, con ơi. Lên đây xin phòng với cha nào. Nobita! Nobita! Con trồn rồi đấy. Con trồn rồi vậy trời. Con nói gì vậy Nobita? Tớ là Doraemon đây. Tớ đã xử được tên kia. Bây giờ tớ lại quay trở đây để cứu cô về nè. Cái gì, ngươi nói cái gì, ngươi nhầm người rồi, ta ở đây được 15 năm rồi, ngươi đừng có nói dối. Cái gì, 15 năm sao, mình chỉ mới xử cái tên đó, mới có 5 phút thôi, vậy mà bây giờ ở thế giới này nó đã trở thành 15 năm rồi sao, không biết mình mà xử tên đó 15 phút thì bây giờ Nobita bao nhiêu tuổi nữa, trời ơi, bây giờ cậu ấy đã mất trí nhớ rồi. À đúng rồi, mình sẽ cho cậu ấy uống thuốc tăng cường trí nhớ mới được. Được rồi, Nobita, cậu mau uống vô đi. Doraemon, tại sao cậu lại đây? Hả? Nobita, cậu đã nhớ ra rồi. Được rồi, bây giờ thì chúng ta mau trở về nhanh lên, có chuyện gì thì ta sẽ giải thích sau. Được rồi, về nào. Hả? Tại sao tớ lại ở đây? Tại sao vậy? Hả? Tớ nhớ tớ còn có một người cha tên là Chiron đã dẫn nuôi tớ nữa. Trời ơi, thật là chuyện gì đã xảy ra vậy? À, đúng rồi.
Lúc đó là cậu đã đánh nhau với tên đó và đưa tới cái thế giới này rồi. Đúng rồi, tôi nhớ rồi. Hả? Có người nhận nuôi cậu ở thế giới này sao? Ôi trời ơi, chết rồi, nếu mà bây giờ mà cậu đi thì chắc hẳn là người đó rất buồn đó. Ủa, tiếng gì ồn vậy ta? À, để mình lên trên coi thử nào. Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại ở đây vậy? Ngươi đang định làm gì con trai ta đó? Bây giờ mình phân vân quá. Trời ơi, Nobita, cậu không cần phải lo đâu. Ta sẽ cho ông Kairin uống một viên thuốc để mất trí nhớ về 15 năm trước. Và ta sẽ cho ông trí nhớ về việc ông đã trúng số và mua được ngôi nhà này. Hả? Ngươi nói gì? Ngươi nói gì? À, viên thuốc gì đây? Mình vẫn đang ở nhà mà mình trúng được hồi đó đây mà. Trời, mình bị gì vậy? Thôi, ngủ tiếp nào. Không có chuyện gì xảy ra hết á. Ngủ tiếp thôi.